Ok, chào mọi người, trở lại trên học của mình. Mình là Phương Nam bên đây và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cho block tour. Bây giờ mình đã lên cấp 625 rồi, chúng ta có thể đi sang cái đảo khác rồi. Mình không muốn anh Đông Food nữa, toàn anh Đông Gas Green hay là... Khoan, chỗ này nó... Như có gì đó không đúng. Nếu mình teleport để chỗ này thì nó sẽ đi bao nhiêu? Đi, ok, giảm được thêm 200 tới 300 mét, bảo sao? Mình không ăn đông nó, bởi vì nó toàn ra green food hay là bomb food gì đó, tới 100k chỉ để ra một cái trái từ 5 tới 8k, nó là không lời lắm, nên là mình quyết định là tích 600k luôn để mà con nó bay gọt và là mua hẳn trái ánh sáng luôn cho nhanh. Trái băng thì cũng được nhưng mà trái ánh sáng ngon hơn, ngon ở cái phải là di chuyển. Khi mà mình có khả năng di chuyển rồi mình có thể có được mấy cái khác, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng có taxi cho nên là di chuyển. Cái băng đem tới khả năng khống chế, thành ra là PvP rất là ngon, có thể là dùng để cướp quái các kiểu. Mình đã bị cướp quái với trái băng rồi đấy, cái là hốn luôn. Đầu tiên là nó ném mình viên băng, sau đó nó đánh thường vài cái rồi nó tạo cái thế giới băng gì đó, xong rồi đẩy anh em ra không cho anh em đánh, rồi bắn một đống gai cực kỳ dơ. Ok, tốc độ đi của tôi cũng đã được cải thiện rồi, 800 m nữa. Hay là cái trái lửa này chúng ta có thể điều khiển hướng được. Tôi không biết là nó có bay nhanh như trái khói không. Ở đây mít đầu tàu này, cái chỗ mà bán phút. Nếu mà nó bán trái băng chắc tôi mua luôn á. Bởi vì bây giờ nó đang quả lắm rồi, tôi đang quả lắm rồi. Trái băng thì tôi cũng hốt. Mít đầu tàu thì chắc là chỗ hàng bán trái nó nằm trong hẻm. Đây. Nó là bán trái đát à. Thôi kệ đi, chả quan tâm. Ở đây thứ này Fountain City, núi, thành phố núi à, nghe, nghe tên dễ hơi vậy. Mình à, anh em có thấy là mình đang nói chuyện kiểu như là nó nhạt, nó ngắt quãng các kiểu, là do mình vừa mới bình luận giải của nó, kêu là bình luận 2 tiếng mấy thì khang cổ quá nội, thành ra mình chứ đợi 10 giờ mình cũng buồn ngủ, gặp mấy ông đánh mấy cái đét lâu lâu là mình cũng buồn ngủ heo, thành ra bây giờ mình cũng không có sức để mà đi tới cái thành phố đó, xong rồi mình kiểu như là tắt máy đi ngủ luôn. Sau đó mình sẽ ngày mai mình vay tiếp. Bây giờ chúng ta cần phải đi tới thành phố này check home cái đó rồi tính gì tính. Sắp tới rồi, hình như là trước mặt. Ủa phải, cái chỗ này là nhà tù mà. Đúng rồi, chỗ này nhà tù. Ô ngược hướng quá rồi. Ngược hướng à. Chạy chỗ này, cái chỗ hình cái nấm này. Cố gắng để dành 100 energy để mà có thể bay được. Ok, nên trước mắt rồi. I'm coming. Chỗ này nhìn ven quá ta. À, nhưng mình đã từng tới đây một lần rồi đúng không? Hey, không phải mình từng tới đây mà mình đã biết tới chỗ này rồi thì phải. Không nhớ rõ nữa. Ra lại ui. Nhìn xa lạ quá ta. Chỗ hàng nhiệm vụ nó hướng này. Ồ, nước này không sao, nước này không phải nước biển. Đây, set home boys. Còn có đường đi xuống này. Cách sắp. Đường đi xuống thì chúng ta có mấy thằng bác hiền. Thì ra chúng ta đi đi bằng đường này nó mới đúng, nó mới hợp lý. Ok, tìm thằng NPC ở đây. Đây NPC cho nhiệm vụ, mong là không có boss nha. Sai boss rồi còn gì. Thôi kệ, cứ farm chứ. Đã không, không phải farm, đi ngủ.
Nếu các bạn nghĩ rằng tôi đang nói về một cái vấn đề đùa gà của game thì ra các bạn đúng rồi đấy. Lại thêm một vấn đề đùa gà nữa, nhưng mà nếu các bạn không để ý thì các bạn sẽ bị con game này đùa rồi. XML luôn. Đấy. Để mình làm xong cái nhiệm vụ này thì mình sẽ cho anh em biết. Anh em lưu ý nhé, cái nhiệm vụ này là được 10k tiền và 8,5 triệu kinh nghiệm. Đấy. Chúng ta chỉ lưu ý cái đó chính là 10.000, 10.000 tiền đánh 9 con cấp tầng và 8,5 triệu kinh nghiệm thôi. Ok, anh em nhớ lưu ý mấy cái chỉ số đó nhé. Chút nữa mình sẽ cho anh em biết vì sao cái nhiệm vụ này y chang cái bọn NPC bên đảo người cá luôn. Nên mà nếu mà các anh em kêu không không tinh ý một tí hoặc là không tính toán các kiểu sẽ nhận ra sẽ bị lừa ấy. Và bây giờ chúng ta quay lại chỗ cũ, anh em thấy là cái thời gian khi mà quay lại chỗ cũ nó cực kỳ lâu đấy, cực kỳ lâu luôn, tốn đầu phần hơn phần nửa anh energy của mình. Bây giờ mình sẽ nhận cái nhiệm vụ bọn Gali Pirate nhé. Nó là 7,5 kinh nghiệm, chỉ hơn 1 triệu kinh nghiệm thôi, và tiền của nó vẫn là 10k như bình thường. Nhưng cái chỗ quảng đường này kế bên luôn, còn bên kia tuốt là kia đi đâu nữa. Cái đợt trong đây chúng ta chỉ cần lướt ba cái tay đen một cái, anh sẽ nói là cái chỗ kia farm hai con liên tiếp được thì nhanh, nhưng mà chỗ này cũng farm hai con liên tiếp được ở cái dùng là cỏ và cái dùng này. Còn nếu anh em farm mấy chỗ kia thì nó chỉ farm một con thôi, cho mấy bọn này rất là ngu ấy, nó không thể nào đi qua mấy bậc này được. Thành ra là nhiều người sẽ nghĩ rằng bọn này không farm liên tiếp được, cho thành cái này là tuổi trẻ đấy. Mình và hiện tại đang có bán cái đúng rồi, farm bọn này thì bọn này nó kiểu đánh trả hấm mình đấy. Trả lô ra là vua của các loại farm. Thì mình đang cố gắng tích đủ 1,2 triệu Bali để có thể mua được trái Phật tổ. Còn 3 tiếng nữa đúng không? Mình nhớ là 11 giờ. 11 giờ mở trong 4 tiếng là 3 giờ, hiện tại là 12 giờ rồi. Nghĩa là trong 3 tiếng tiếp theo mình phải farm cho đủ 600k tiền. Nghe có vẻ căng đấy, nhưng mà cũng nhanh thôi. Với quyền một lần như thế này là 10k tiền. Chúng ta sẽ làm 60 cái nhiệm vụ. Nhưng mà chắc là chưa tới 60 cái nhiệm vụ, bởi vì chúng ta đánh mấy con nhỏ nhỏ này, nó còn cho thêm vài vài tí nữa, dù nó ít nhưng mà cộng lại thì 8 con này cũng 4k tiền rồi. Và trung bình một cái nhiệm vụ sẽ được 14k tiền, và chúng ta có thể tính ra được là phan quên mất là quát giờ sẽ bị giúp toán. Ok đi, thì mình sẽ quay farm cho đến khi nào mình quay trở lại. Mình không nghĩ là khi mà mình đánh được con cyborg cái con là cấp 675 ấy, thì mình sẽ sao nhỉ, mình sẽ đủ một M2, nhưng mà mình sẽ cố thôi. Trong vòng 3 tiếng thì farm có vẻ rất là đuối, thật sự đang rất là đuối. Một con một cái lần nhiệm vụ này thì chắc là nó sẽ tốn cỡ không tới 5 phút, nhưng mà nó sẽ ngốn hơi bị nhiều ấy. Nếu như mà không có con boss nào hay là bất kỳ một cái sự kiện nào giúp mình thì mình sẽ khó lên được một M2, nhưng mà cố gắng thôi. Bởi vì nếu mà trái Phật tổ nó hết thì chúng ta sẽ có những trái khác, và mình vẫn mong là trái lai. Hai lần reset rồi nó vẫn chưa ra trái lai. Ok đâu mọi người, hiện tại đang là 2 giờ rưỡi và còn 30 phút nữa thì chúng ta sẽ reset food. Tôi cảm giác như là tôi đang speed run cuộc đời của tôi ấy. Ok, nhanh còn kịp, nhanh còn kịp, còn nửa tiếng nữa thôi. Để cái cách mà mình farm nó liên tục nó rất là dễ này, đó chính là cố gắng lên cấp 675. Lên cấp 675 chúng ta sẽ đánh boss, và có vẻ như là boss sẽ không spam. Thường ấy, những ông mà bounty 700k trở lên thì mấy ổng sẽ ở đây, và mấy ổng có thể farm được con boss funky. Thường đó chính là dấu hiệu để nhận biết là boss funky đấy. Thì chúng ta cứ việc mà hot rồi sau đó vô lại cái server khác thôi. Và mình liên tục lặp lại vậy, bởi vì một con boss nó tới 20k tiền, trong khi mấy con kia nó chỉ cho 10k tiền thôi. Chứ không thì mình farm mấy con kia cho nó khỏe, chứ đánh boss không có được trái đô ra bỏ kê hay đuối. Đó là lý do mà mình nâng lên tới 3k4 máu, 500k có vẻ ổn. Ở đây ít bao tiền, nhưng mà có người có tờ phát tại sao anh đi này có thể đi lên tới đây mà chỉ với 500k bao tiền. Hải quân này, hải quân what the fuck, anh đi nó mới hết mới 100k bao tiền. Đây xem gần kia còn không, gần kia còn nha. Thành đó thì cách mà mình farm rất là đơn giản thôi. Con kia này nó được cái là nó trâu thôi chứ nó không có đam, và là do mình nâng hũ nhiều quá cho nên là thành ra mình thấy nó không có đam. Cách mà chúng ta farm nó rất là đơn giản, nếu mà anh em bị nó đánh mất máu ấy, thì cứ việc mà dù nó ra biển, khi mà nó rớt xuống biển nó sẽ reset lại và nó sẽ mất vài giây delay, trong lúc đó thì chúng ta có thể hồi được cho tới 100 máu đấy. Ví dụ nó ra biển thôi, bèo đỏ, nó sẽ bị delay trong vài giây,
dù nó không gượt được nhưng mà nó vẫn tấn công được nha. Nhưng mà ít ra thì chúng ta vẫn có thêm vài giây để hở mà máu kiểu ui ui đấy, anh em thấy không, nó bắn chả có tí đau nào cả, nãy giờ đánh chưa chết mình nữa, chắc là do mình máu trâu quá. Beo xuống biển tiếp đi, là đứa chúng ta cứ việc hồi hồi đủ uống trâu, hồi cả mấy chục máu quay để chơi nó, con này chỉ được cái trâu thôi. Beo xuống biển tiếp đi cùng. Chết rồi, máu đỏ rồi. Beo beo ui thấy nhỉ, cái cách mà xài file room của mình là nhảy trên đầu nó rồi xài, chứ mình không có xài dưới đất. Xài dưới đất thì nếu mình nhắm nhầm là bị nó đóng một cái. Beo xong, chúng ta đã đủ một một M2 để có thể mua fruit rồi. Nhanh rồi kịp nửa tiếng, một mà hai nha, không phải một mà ba, một mà ba là hai hố. Nếu mà là một mà ba thì tôi sẽ trong vòng nửa tiếng cố mà farm 100k, nói cho mấy ông biết luôn, nó chính là nãy giờ tôi chưa đi tiểu đấy, nhầm lắm đấy. Sẽ biết gần, tôi đang sẽ biết gần cả cuộc đời của tôi, cái máy này nó nắm như là cái đầu đi sống vậy. Rồi đã lên được một mờ bao tiền, em xin các anh Dũng anh em bấm like subscribe cho kênh, bấm ép cái kiểu tưởng nhớ sự anh Dũng này của tôi nha. Phải là ngày chủ nhật tôi mới làm được nhé, bây giờ là chủ nhật đấy tôi mới có nhiều thời gian để làm, như vậy chứ không tôi skip rồi. Ta sẽ đến với chat bút hà và sắp tới C2 rồi, nghe nói cấp 700 mình tới C2, còn thêm một cấp nữa là một thằng Frankie nữa. Điều cái này ngon quá. Ủa sao không tele được ta, hình như là mình phải đứng trên bề mặt mình mới tele được hay sao ấy. Nhớ trái băng cho phép tele, trái băng thì nó sẽ đi nhanh hơn, nó lướt thì rồi mình nó còn tele nữa. Ui không đủ energy ạ. Ok nó ở mid rồi à, không không phải không cần tới mid rồi, tao chỉ cần tới cái chỗ pirate starter được, chỗ bắt đầu hết ta. Hình như tôi thấy cái đảo này quen quen, tôi suy nghĩ tới thằng phản diện nào mà lại nằm trên cái đảo này, thì ra đó là đảo thằng Frankie. Tôi suy nghĩ là phản diện nào, trong khi đó thằng Frankie nó là đồng minh của chúng ta, đồng minh của Luffy. Đây rồi, đây rồi. Rút, block rút. Nhanh 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 nhanh. Đây. Human boost ha. Ấu vậy baby. Bây giờ ta, chúng ta có chan form nhờ siêu saiyan. Đánh được không? Không đánh được. Ok, không đánh được. Cái này không phải trái Logia nhé, cái phần tổ không phải trái đường gà. Bùng đấy hả, nếu mà không tranh form thì cái chiêu bắt này nó sẽ như thế nào, cái này có đánh được. Ủa nếu mà không biến hình thì không xài bắt được nhờ. Vài ca trưởng thật lót chết. Cái trái quất ha này nó không phải là cái trái đam, nó là cái trái sụp bọt, nó là cái trái ví dụ như mình quá to lên đấy là để sụp bọt cho melee và so, chứ chứ nó không phải là trái đam. Bảo sao mấy ông bảo mấy ông nói là mấy trái human thì nâng melee đi, bởi vì nó cái sụp bọt. Ok bây giờ mình sẽ nhập code vô để refund mấy cái điểm nha, nó là reset 5B. Ta có rất nhiều code ở đây nhưng mà mình chả muốn xài code nào cả. Đây code nhập vào quên tiêu đây invalid. Ủa sao nó lại là invalid, sao nó lại là invalid nhỉ? Để xem một lần thì sẽ chỉ số miễn phí đây rồi, xúc cho anh cầu kia du đúng rồi sẽ thành công nhá. Do đây do chúng ta là một hàng trên melee cái cách thế, cho nên là chúng ta sẽ đầu tiên là phải nâng tới cái vị là defense, chắc chắn defense 400
Bé một thì không đẹp lắm. Subtrue robot reset một. Ô vậy là nó có tới hai code để reset rồi. Bây giờ máu mình đang là 2K2 à. Hay ít nhỉ. Làm thêm 90 đi. Ủa defense nick cũ mình nó đâu có. Ủa defense của cái nick cũ mình nó đâu có tới cái mức mà 500 đâu mà máu nó vẫn là 3K mấy mà sao kỳ nhỉ. Xét điểm này có gì đó không đúng. Từ từ để mình cho start mình cho lên melee thêm 9 cái nữa rồi tính gì tính. Để cho melee thêm này. Ok máu với melee đúng rồi. Làm phát 990 đi. Vô melee. Bây giờ thì melee của chúng ta sẽ như nào. Đã một phát 900 đam. Đi 400 đam. Quá gầy gốm. Melee. Thích melee hơn. Kiếm thì cũng ngầu đấy. Rồi. Chanh form này. Đá hình như nó tăng đam đúng không, 400 mấy nó tăng đam với tăng tầm hay sao ấy. À không, nó không tăng đam, nó chỉ tăng tầm thôi. Wow, tôi đang 596 là tôi nghĩ là cho thêm 100 màu dép đi, còn 496 này là chắc cho vô hết melee là hợp lý này. Đó ra cầm mốt máu. Ui ông bỏ cài nhanh vậy, trong khi ông không biết là tôi một thằng khốn dân không đi đáy để ngồi cài sợ thật. Sau 1 tỷ năm ngồi farm cuối cùng thì tôi cũng đã lên được cấp 700. 1 tỷ năm ở đây cụ thể đánh sau một thằng boss, và cái trái này nó cho chúng ta cái tầm đánh cực kỳ ảo luôn đấy, một tầm đánh cực kỳ ảo luôn, thành ra cái trái này nó biến cho tất cả mọi thứ thành thành đánh xa. Thì chúng ta sẽ đi tới cái cổ mà chỗ này để đi tới cái world tiếp theo đúng không? Biến nhỏ cách biến to khó nhiều lắm. Bắt toàn nhiệm vụ á. Không, bố mày đang muốn đi tới vùng mới mà sao lại toàn nhiệm vụ này? Never mind. Không làm sao để nó bảo đi tới world tiếp theo là cần tìm thằng cây ngục gì đấy. Và hiện tại mình đang có 7k6 energy hết, cho nên là mình có thể đứt cả đời mà không hết energy. Từ từ để mình hốt ra vô lại xem coi con game này nó có kiểu như nào, nó không lót kịp cái pha đấy cho mình lắc hay các kiểu không. Rồi lại nha, để coi nó chỉ tới đâu. Đi tới nước, đi tới thế giới khác thì phải đi tới thằng Detective Operation. Vì là không phải chỗ này nha, vì chúng ta sẽ nó không chỉ dẫn chúng ta phải phải đi tới Prison. À là hùng bà khoan rừng. Ủa khoan, hình như cái dạng này nó có làm tăng tốc độ hồi energy không? Một đằng hồi là cỡ 45, cỡ 10 à. Nếu tôi nhìn không nhầm nhé. Đây. Không, nó không tăng đúng không? Chúng ta sẽ đi tới Prison. Ui chiến thần kinh quá, tôi cảm giác như energy tôi xài hoài không hết. Tới bên kia nổi không vậy ta? Cái trái này nó có đi nhanh hơn cái trái lửa không? Tôi không muốn so với cái trái ánh sáng nha, trái ánh sáng là trái nhanh nhất luôn rồi đó. Hay là do mình bự quá mình đi chậm nhờ. Sắp tới cái đảo rồi. Energy kinh khủng quá. Kiểu này không cần hiền nữa, hiền trong game này đúng kiểu phế. À quên, quên mất là tôi có cái chiêu có thể lướt đây. Đó bị chó nhanh, quên mất đây, cái hiền nó nằm đâu đó bên đây. Đó không phải, không phải cái hiền mà là cái nhà tù. Tại tôi quá nhỏ để tôi nhìn cho kỹ nào. Hình như đằng đó là cái nhà tù này. Quýt. Cái bản đồ này nó không hiện ra mấy cái chỗ cao hơn. Từ từ để mình thử không tranh form nha, để xem coi đi tới đằng kia có nhanh không.
có cảm giác nhanh hơn đúng không? Dạ, tôi có cảm giác là đi kiểu này nhanh hơn. Từ từ khi mà đi tới mít đầu tàu thì chúng ta nên dừng một tí để nghỉ hồi hay là flying kích không không tốn energy. À đúng rồi, quên nói là cái này nó chỉ cần vá tầm cái chiêu đánh thường thôi nha. Còn mấy cái như là chiêu Red Dan này hay là chiêu Flying Kick ấy, thì nó sẽ không tăng tầm đâu, chỉ tăng tầm đánh thường thôi. Chúng ta sẽ tới. Không, hình như nhà tù là chỗ này vậy. Ngoài trước và là ở bên trái. Bây giờ tôi có cảm giác như ngoài trước hơn. Cái này hình như cái này không phải nhà tù, cái này là chỗ hải quân. Ừ, đéo phải nhà tù, hình như bên trái. Sao tôi không, hình như cái lớp bộ trong này nó chỉ cho nhảy một khoảng cách nào đó thôi chứ nó không, dưới biển thì nó sẽ có số lần lớp bộ trong á. Trời, hàng quá. Trên mặt đất thì chúng ta thấy double jump nhiều lần, nhưng mà dưới biển chúng ta chỉ double jump được vài cái thôi. Hình như bên đây, hình như tôi nhớ chỗ này nó có cái map này. Để tôi check xem, hình như không phải map, tôi nhớ nhầm hay sao ấy. Về y nhà tù và nó tiêu rồi, thử chết thử đằng đây xem, nếu mà đằng đây không phải nữa thì tôi sẽ cắt cái video này cho đến khi nào mà tôi tới được cái chỗ tù rồi nhập tiếp. Trái này khó chịu quá. Thế này có phải nhanh hơn không? Sao cái này giống chỗ băng thế nhỉ? À không, đây là chỗ núi lửa gì vậy? Ừ, cái này chỗ núi lửa rồi. À, vậy thì tôi sẽ quay trở lại hôm rồi sau đó tôi kiếm nhà tù rồi tôi sẽ quay trở lại. Tôi đã quay trở lại đúng là mấy thằng mù khác, nó nằm ở bên phải cái chỗ của cái chỗ hôm ấy mà tôi không thấy. Hãy đánh mấy con boss để tăng thêm tí cấp nữa. Đấy, hình như là quét ở này đúng không? À, không. Rồi nếu mà mình đi tới đây rồi thì sẽ Military đi tắt tiếp nói chuyện. Tom Swan đã trốn thoát, phải tìm anh ấy trước khi bla 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 cái kiểu đi tới cái chỗ đàn băng có cái chỗ gì đó nhé, cái chìa khóa nhét vào ok và bắt anh ấy về. Giờ chúng ta phải đi tới thế giới băng. Sao chỗ này không có ông bán thiền nhỉ? Hơi đuối nha, nếu mà không có ông bán thiền thì hơi đuối. Ok, tôi sẽ đi tới thế giới băng rồi tôi quay trời. Tôi đã tới đảo băng. Đúng là mấy hàng không đập map thì nó bị được. Cái này tác dụng của việc mà sử dụng taxi quá nhiều đấy. Sử dụng taxi quá nhiều làm tôi không phục map. Rồi, giờ chúng ta cái gì đấy. Ok. Thật sự cái dạng bự này nó đúng là tăng tầm thật, nhưng mà nó kiểu như sao
tôi cũng không biết nữa. À đúng rồi, nó không tiện thì chúng ta sẽ đi vào đây, cái chìa khóa nhét vô đây. Bóp. Từ từ, thấy có nguyên một con boss trong đấy, để tôi chắc chết boss spam này. Tôi nhận ra là nó muốn, nếu mà muốn chơi không phải chát quỷ nói thẳng, hay là muốn chơi hay kể cận chiến thì chúng ta sẽ phải có rất là nhiều máu, bởi vì nếu không có máu thì chúng ta sẽ bị đấm tới chết. Chơi chát quỷ quen cái quyền mà đâm to đấm xa rồi, thành ra chuyển sang cái này nó hơi bla bla cái kiểu đây múc nó thôi. À quên, bật Haki. Anh em này có trái băng, âm đồ đắp băng ấy, thế cho nên chúng ta phải bật Haki đóng không? Đá âm chứ. Ui. Rất nghe. Và bây giờ chúng ta nói tới thanh niên. Ủa? Nói tới thanh niên thì tất tiếp. Giờ chúng ta phải quay ngược để cái chỗ tù rồi. Mới nãy tôi chạy hẳn tới cái chỗ điểm gai đầu á, xong rồi tôi chạy vào dùm băng, nhưng mà tôi không biết rằng cái dùm băng nó nằm ở đây. Có nghĩa là tôi không áp dụng định lý Pitago khi mà tôi không đi theo cạnh viền, mà tôi đã đi theo hai cạnh góc vuông. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái hành này. Phát triển Swan ở biển thứ hai, ok. Đi tới một hàng cấp tầng để biết đầu tàu. Đây đằng này chúng ta mới đi tới mid đầu tàu này, chứ đằng trước chúng ta đi tới mid đầu tàu là chúng ta đi hai cạnh góc vuông, mà chúng ta biết rằng là bình phương cộng cạnh viền bằng tới bình phương hai cạnh góc vuông cộng lại nhau, có nghĩa là cạnh viền kiểu đéo gì cũng đi đường cạnh viền kiểu đéo gì cũng ngắn hơn đi đường của hai cạnh góc vuông. Áp dụng của toán rồi đề học đấy. Giờ tôi sẽ đi tới mid đầu tàu, tôi quay trở lại. Sắp tới rồi, đi cái đường này đúng kiểu nhanh luôn, công nhận mới nãy tôi gắn học. Và hiện sau khi mình chấp đề thì nó không nhanh bằng lướt nha, lướt vẫn là đỉnh nhất. Ok, bây giờ kiếm thằng cướp biển nào đó ở nhất đầu tàu thôi, chắc cũng dễ mà mình có thể quan sát từ trên không được. Còn cướp biển nào đâu nhỉ? Ông đó là ông bán food. Ô, có biển này. Phóng vào. Nói chuyện. Ok, second C. Yes. Chúng ta đã tới được vùng biển thứ hai. Thật là hạnh phúc. Tôi cơm giác nha. Tôi đuối với nồi. Sau khi tới được cái vùng biển hai. Nó lâu thế nhỉ, chắc là do mạng yếu. Wood wood, đây đây đây, nó xong rồi. Biển hai Ecomin ấy, trận cướp biển. Và anh em biết khi mà qua biển hai phải làm gì trước không? Phải kiếm cái chỗ chết bôi trước, có gì chết mà rơi lại biển một là hơi đuối. Cái này chỉ là ví dụ thôi, mình chưa chết biển hai bao giờ nhưng mà đã nó quay về biển một là hốt. Đây set home spawn này. Và bán âm bán food này, có trái nào ngon ngon không nhỉ? Biển hai chắc cũng có mấy trái ngon chứ nhỉ. Và đáp án là không, reset lại rồi, reset lại thì không có trái nào ok cả, có trái bơ pha con đó. Có nhiều chiến tranh kinh thế nhỉ, nhiệm vụ nó ở đâu? Ủa, nguyên cái biển hai là nguyên một cái vùng đất bự à, chứ không phải là mấy cái đảo nè. Ok, chúng ta sẽ đánh Rider cấp 700 được. Được tiền ít với nồi. Ok, cái con boss đấy, nó là cái con mà các bạn không nên đánh nha. Từ từ để mình đọc đây. Mình không nhớ cái chỗ con boss nó nằm ở đâu, hình như là ở ngoài đây. Nó là một trong những con mà các bạn không nên đánh luôn, bởi vì cái nhiệm vụ của nó rất là hiểm năng. Hiểm năng ở cái chỗ là cái quãng đường của nó. Đây để mình đi tới cho. Hiện tại mình đang có được 1 triệu belly rồi, farm cũng nhanh. Nhờ càng cao thì chúng ta sẽ farm càng nhanh thôi. Mình không có đánh boss nha, mình chỉ đi đánh mấy con bé bé thôi. Lâu lâu có đánh boss cỡ 2 3 con nhưng mà chưa tới mức là 5 con. Đây mình sẽ nhận nhiệm vụ đánh boss luôn, bật Haki phát. Ok,
Đây bây giờ mình sẽ đi tới cho boss này. Anh em có thấy là cái đoạn đường mà đi tới cho boss ấy nó tốn cả một thanh sơn luôn. Nếu mà chúng ta chơi theo kiểu là đăng đăng nhập đăng sức rồi đăng nhập ấy liên tục ấy thì cái đoạn đường mà chúng ta chạy tới để chết con boss thì nó cũng cực kỳ dài. Và theo như cái kiểu kia nó không tham sao nữa, cái kiểu mà mình thấy là nếu mà thằng nào tiền cái bounty gần bằng mình ấy thì thằng đó nó sẽ ở chung chỗ này và nó có thể đánh được boss, nhưng mà mấy thằng bounty cao hơn thì nó vẫn đánh boss như bình thường. Đấy thành ra là con boss chỗ này nó là một con mà không đáng tin lắm. À, nó xà bam rồi, nhưng mà thường thì đa phần mình tới thì nó sẽ không xà bam nha. Boss này đánh cũng rất dễ, mình bốn ca máu rồi. Vậy boss này thì nó thường không chạm vào mình được, nói chung là cái trái bước hai này nó rất là mạnh nha. Nó mạnh ở cái chỗ là nó tăng tầm đánh một cách vô lý luôn, mình ra sao mình vẫn đánh được. Để đó, boss này đánh cực kỳ dễ, chắc là chạy trái bước hai, nhưng mà tới đây thì chắc là anh em cũng có trái endgame hết rồi. Thế là cái kiểu thành ra là mấy con boss này nó dễ, nhưng mà cái hướng mà mình nói là quãng đường nó rất là xa. Nếu mà anh em có trái lai thì có để quãng đường nó sẽ rất là nhanh, bởi vì trái lai nó lướt như một cơn gió vậy. Nhưng mà nếu mà anh em không có trái lai thì tốc độ bay của trái sen hay là trái phai nó cũng chậm hơn cái lướt này. Và cái lướt này của mình là 8.000 hơi lực, nhưng mà mình lướt vẫn tới đó vẫn rất là chậm, cỡ nửa nửa phút, nửa phút thì cũng chậm rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới Aga 2 mà mình mong là không có, nếu một là không có boss là không, nhưng mà trái Luga mới không được boss, mình mong là boss đó không có quá gần. Đánh Jeremy, Jeremy đang ác nhũ. Tới khi đoạn mà mình đánh con boss đó mình sẽ nói, bởi vì mình cũng chả biết là sao nữa, nói chung là phải trải nghiệm trước rồi mới nói được, nếu không thì sẽ tào lao. Tiền nó chỉ tăng lên thêm 250 thôi, kinh nghiệm thì tăng nhiều nhưng mà tiền cũng chỉ hơn 250 mà có còn hơn không. Chơi cũng quá mình quên mất tiêu là cái video của mình nó dài lắm rồi, dài lắm ở đây có nghĩa là nó cực kỳ dài đúng không? Đây, và nếu anh em thích video của và like đăng ký kênh chia sẻ video này để không bỏ lỡ tiếp theo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.